Yo, hello anh em nhé. Trời ơi, nãy giờ đi test ba cái vũ khí mệt quá. Thôi bây giờ mình sẽ không test nữa mà mình đi đánh luôn đi. Đánh vị trí. Ok, bây giờ mình sẽ dùng con Venti nha, Venti với lại con Yato. Trời ơi, con Venti trong một số tình huống mà kiểu mà gom quái được cái là con Venti thuê không biết đường mà nói luôn, trời ơi, gom quái mà nó đi quá chị dữ. Trời ơi, cho tha hồ đứng sợ. Đánh kiểu này thì tôi không có sát thương to theo kiểu mình hai bơ thấy không? Búp Kajuha, Wood Bennett, Xuyên Vinh rồi, nhưng mà bù lại cái này nó có cái rotation rất là khủng, tức là những cái vòng rồi sạc và xả đó, sạc vô. Bây giờ cho con Ganju đi đi làm support luôn. Con Ganju support ghê lắm nha. Cái điểm mạnh khi mà dùng con Ganju support là nó cái Q nó coi như là cái thời gian Q nó không có gọi là không có bị gián đoạn, nó coi như là nó hết Q xong có Q nữa, miễn là cần chỉ cần đủ cái hiệu quả nạp thì con Ganju là nó có Q. Con Wii nó cấp băng. Con Gato đứng nó chém phê pha luôn. Đó, rồi con Venti cứ gom thêm con xa bút tỷ lệ nữa. Không có biết được có được bao nhiêu. Cái team này bữa mình dùng cho La Hàng. Trời ơi, gom quá, uống đã quá. Tàn phá La Hàng với Venti. Đúng rồi, cái thằng tụi video nó dụ mình nha. Lúc này Venti quay trở lại cái nó cho quái đại dương dụ người ta hay không vài hôm nữa mấy cái kỳ bên sao nó đưa mấy con quái mập mập không biết sao Venti chơi luôn, nhưng đang chơi vui chứ cầm Venti một khi mà chơi được chơi đã lắm, giống cái thời mà Monster ngày xưa. Ồ, đi gom mấy hi chút cái gì gom đi thôi, rồi nghe tôi cứ ngồi đó chém ai chịu nổi, không biết bao nhiêu sát thương mà kể luôn. Cái này á mình quên nha, để chút mốt mình thử bỏ con Rosaria ra mà bỏ thay vô con Sanglin đó, trời ơi này bốc hơi tan chảy luôn, ta là từ lơ luôn. Chỉ khi quýnh màu mình giết nhanh quá mình không có kịp nhìn con quái đâu, cứ bóng kêu đại đã trúng rồi. Cái này 5.000 không ta, 8 giây nữa. Ui. Giết hết đám này luôn. 5 ô 5.7 là lộn. Mình không đậm chứ 5.7. À. Trời 5.780. Không được 6.000. Thôi team này ngon. Ngon thiệt. Ai mà có Venti vô thử nha. Rồi Venti Ayato. Ganju nữa là đúng bài luôn. Nếu không có Ganju thì sao? Không có Ganju thì thay bằng con Kaya với là con Rosaria. Các bạn nhận rộng. Đây. Cũng là con Ayato kiếm đen đó thôi.